con uống một hơi hết cho mẹ. Cái bùa này mẹ đi thầy thỉnh về đó, thầy thiên lắm. Thầy nói là uống cái này á, một tuần sau là có con liền. Uống nhanh lên đi con. Nhưng mà mẹ ơi, con bị buồn trứng đa nang mà. Mẹ nhớ hôm bữa mẹ cũng cho con uống mấy cái bùa giống vậy nè, cái xong con đi sốt ruột luôn á mẹ. Giờ uống nữa con sợ nó. Không có sao hết, lần trước là tại mình xui thôi. Lần này mẹ coi kỹ lắm rồi, không có sao đâu. Con yên tâm uống đi nha. Con uống nhanh đi để không thôi nó hết thiên bây giờ. Uống hết cho mẹ. Nhìn nó ghê quá mẹ ơi. Mẹ đã nói là không sao. Uống đi, bây giờ con muốn có con không? Uống hết luôn. Uống nữa. Hết nha. Ừ. Vậy phải được không? Rồi, còn cái này để mai mình uống tiếp nha. Dạ. Về hả? Dạ. Em ổn không? Mặt mày em xanh xao quá vậy? Hay là anh đưa em đi khám bệnh nha? Thôi khỏi đi, nãy em ói ra hết rồi, không sao đâu. Ủa em làm gì mà ói? Em ăn trúng bậy bạ hả? Không, thì mẹ đó. Không biết mẹ nghe lời ai nữa. Rồi mẹ pha ba cái lá bùa, mẹ bắt em uống. Em uống vô em... Trời, thiệt tình mẹ chứ. Nó biết bao nhiêu lần rồi, cứ mê tín dị đoan, nghe lời ai tầm bậy tầm bạ rồi mua bùa cho em uống. Để anh xuống kiếm mẹ mới được. Thôi được rồi. Tao đây nè. Bây giờ có vợ rồi, bật lại mẹ liền đúng không? Tao cũng là lo cho con cho cháu thôi, chứ có đâu phải là tao hại gì nó đâu. Còn mày nữa, mày ấm ức lắm hả? Tao lo cho mày mà mày kể lại giống như là tao sắp sửa hại mày vậy. Dạ không phải, con không có ý đó mẹ. Mẹ, mày đừng có vô lý vậy được không? Mẹ muốn hại vợ con tới chết mẹ mới vừa lòng đúng không? Con nói mẹ biết bao nhiêu lần rồi, con cái á là trời cho, mình cứ tự nhiên đi. Sao suốt ngày á mẹ cứ tin ai rồi cho vợ con uống mấy cái đó để kiếm con vậy? Vợ con cố gắng rất là nhiều rồi. Mày có nghe người ta nói cái câu á, cây độc không trái, gái độc không con không? Tao cũng nhẫn nhịn tụi bay lắm rồi. Tao là lo cho con cho cháu, tao chạy hết thuốc tây thuốc ta, tao làm đủ mọi thứ. Còn muốn sao nữa? Mẹ, mày im đi. Còn cô nữa, tôi cưới cô về cho con trai tôi là để cô sanh con. Còn như nếu cô không sanh được á thì cô làm ơn cô biết điều, cô ly dị đi, cô giải thoát cho con trai tôi đi. Sao mẹ có thể nói như vậy được hả mẹ? Tụi con thương nhau, tụi con mới cưới nhau về á để chia sẻ lo lắng cho nhau, chứ không phải là con cưới vợ về để mẹ biến thành cái máy đẻ cho mẹ. Tụi bay không cần con nhưng mà tao cần cháu. Gia đình này cần cái người để nói giỏi. Cũng vì cái tư tưởng sống thoáng, sống ích kỷ của tụi bay á, mà bây giờ dân số trở nên già quá rồi đó. Bó tay với mẹ luôn. Mày không sanh được con thì tao sẽ kiếm vợ khác cho con tao. Chờ đó đi. Học đâu mấy cái kiểu đó. Dạ, chắc là mẹ nóng lòng của cháu quá, mẹ nói vậy thôi. Em đừng có để bụng nha. Dù bất cứ giá nào á, chồng cũng không bỏ rơi vợ đâu. Vô đây đi con. Dạ. Em chào chị. Ủa ai vậy mẹ? Đây là Vi, người giúp việc mới cho gia đình mình đó. Giúp việc hả? Bình thường chuyện nhà cửa con lo hết mà, đâu cần người giúp việc đâu mẹ. Thì mẹ cũng chỉ là nghĩ cho con thôi mà. Bác sĩ nói là con cần có thời gian để nghỉ ngơi thì việc điều trị nó mới hiệu quả, khả năng thụ thai nó mới cao. Mẹ thuê ô xin về để cho con đỡ cực. Dạ. Vậy là mẹ không có bắt con phải chia tay với anh Thanh nữa phải không mẹ? Lúc đó là mẹ sốt ruột quá, rồi mẹ không điều khiển được cảm xúc của mình, cho nên mẹ mới nói với con những lời như vậy. Chứ trước giờ á, chuyện nhà cửa một tay con lo hết, mẹ đâu có nỡ lòng nào mà. Dạ. Vậy con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Con sẽ cố gắng. Thôi được rồi. Vi, đem đồ vô trong đi con. Dạ. Vô đi. Anh ơi, anh nghỉ tay một chút đi. Ăn trái cây nè. Để đi, tí tôi ăn. Không có chuyện gì, ra ngoài đi. Có chuyện gì không? Anh ơi, sao anh cứ lạnh nhạt với em quá vậy? Anh với em từng là quá khứ rồi. Làm ơn đừng có nhắc lại nữa. Bây giờ anh là chủ nhà này, em là giúp việc nhà anh. Mà anh cũng không hiểu sao mà em có lòng tự trọng để đâu mà em xin vô nhà anh em làm ô xin vậy? Hả? Nếu có tự trọng á, xin nghỉ việc đi. Em không muốn. Bây giờ anh đã có vợ rồi, làm ơn để cho anh tôn trọng em một chút nha. Nhưng mà em vẫn còn yêu anh mà. Làm cái gì vậy? Em biết là anh cũng yêu em mà, đúng không? Trước đây bọn mình cũng từng đến với nhau rồi, em không nhớ hả? Đó là quá khứ rồi, hiểu không? Hồi xưa anh thương em nhiều như thế nào anh không nhớ hả? Lúc đó mẹ anh không cho phép, còn bây giờ mẹ anh cho phép rồi. Anh quay lại với em đi. Đi anh. Buông ra coi. Em năn nỉ anh luôn. Cô làm gì vậy? Anh, em chỉ muốn quay lại với anh thôi mà. Nếu mà anh yêu em á thì anh sẽ không thiếu em bé đâu. Bớt khùng đi. Cô nghĩ sao hả? Cô vô nhà tôi á là cô muốn ngủ với ai ngủ hả? Quá ra cô vô nhà tôi là vì chuyện đó hả? Đúng là vợ chồng tôi mong có con thiệt, nhưng mà tôi chỉ có con với vợ tôi thôi, chứ không phải là có con tầm bậy với ai cũng được, cô hiểu không? Đi đâu rồi? Anh, em xin anh luôn á, anh yêu em đi, em vẫn còn yêu anh lắm. Cô đúng là loại người dơ bẩn luôn á. Tôi nói gì không hiểu hả? Dơ bẩn? Tôi làm gì mà anh nói tôi dơ bẩn? Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Nếu mà không phải vì hoàn cảnh gia đình, tôi cũng không muốn làm cái trò này đâu, anh hiểu chưa? Bà tìm tôi có việc gì? Trước đây tôi đã ngăn cản cô đến với thằng Thanh chỉ vì gia đình cô nghèo. Nhưng mà tôi đã bị quả báo. Tôi cưới trúng một cô con dâu độc không con, lại còn phải tốn tiền để điều trị cho nó. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Liên quan chứ. Mẹ cô sao rồi? Bà hỏi làm gì? Tôi biết là cô đang cần một số tiền để lo viện phí cho mẹ. Số tiền đó tôi có thể giúp đỡ cho cô được, nhưng mà với điều kiện. Điều kiện gì? Chỉ cần cô về nhà tôi làm ô sin, chia rẽ thành công vợ chồng thằng Thanh, sanh cho tôi một đứa cháu, thì đừng nói là tiền viện phí, tôi sẽ lo đầy đủ cho mẹ con cô. Tôi hứa sẽ không bạc đãi cô đâu. Bà nói thật hả? Tôi xin anh đó. Tôi cũng bỏ hết lòng tự trọng, đã cứu mẹ tôi rồi. Anh cho tôi một cơ hội đi. Tôi chỉ cần có bầu với anh thôi à. Anh là đàn ông mà, anh cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, đúng không? Tôi nói không là không. Bây giờ cô thiếu tiền đúng không? Tôi sẽ đưa tiền cho cô. Còn tôi không bao giờ ngủ với cô để kiếm con đâu. Nè, thằng Thanh nó mệt, nó đang ngủ. Để yên cho nó đi. Xuống nhà phụ công chuyện mẹ chút. Dạ. Tôi chỉ thương mình vợ tôi thôi. Đi ra ngoài. Mày ngoại tình với chồng tao hả? Dạ, bình tĩnh em. Bình tĩnh. Em. Anh làm cái gì vậy hả? Anh yêu thương với nội anh dám ngoại tình với người ở trong phòng của tôi hả? Không phải như em thấy đâu. Cô ta vô cám dỗ anh mà. Đủ rồi. Mẹ, con hiểu mọi chuyện rồi đó. Chính mẹ là người sắp đặt bày ra cái kế này đúng không? Mẹ ơi, con là con ruột của mẹ đó, còn vẫn là con dâu của mẹ. Không lẽ mẹ không thương tụi con sao? Hay là mẹ suốt ngày chỉ thương cháu mẹ thôi? Có cháu mẹ mới vừa lòng hả? Mày đừng có lớn giọng với tao. Ai lập gia đình rồi cũng phải sanh con. Nó không sanh được á thì tao kiếm người khác sanh. Tao thích cháu mà tao làm như vậy đó rồi làm sao? Tao cũng là lo cho mày. Mẹ, con tưởng tôi là mẹ thông cảm cho con rồi chứ. Mẹ lôi tới người yêu cũ của ảnh vô cái chuyện này luôn hả mẹ? Mẹ làm con thất vọng quá hả mẹ? Mày không có quyền nói với tao câu đó. Cái thứ gái độc không con. Mẹ đừng có nói nữa. Mẹ sai, mẹ còn không nhận sai nữa. Nếu mẹ nhắm á, mẹ ghét vợ con như vậy á, mẹ không sống nổi với vợ chồng con á, thì con hãy dọn đồ cuốn gói đi ra ngoài, không phiền tới mẹ nữa. Thà con không có con, còn hơn là để mẹ dây dò vợ con như vậy. Tụi mày giỏi quá ha. Đi hết đi. Dọn đồ đi đi, tao không cần đứa nào hết. Đi nhanh đi. Con thất vọng về mẹ. Còn mày nữa, có mỗi một việc dụ dỗ thằng Thanh mà cũng làm không xong là sao? Tôi chịu nhục đủ rồi. Cái loại như bà á, chỉ biết dùng tiền để sai khiến người khác, không có cháu là kết cục xứng đáng cho bà đó. Mày... tiền viện phí của mẹ tôi sẽ tự trả. Tôi không cần nhờ tới bà. Mày cũng đi luôn đi. Đi hết đi. Ôi là trời.